Xin chào các bác, xin chào tất cả mọi người, xin chào anh em. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Đấy là quạt giàn lạnh của Hyundai Tucson 2009. Mã hàng của nó là 97711973 2E300B30053-0941. Đây ạ, quạt giàn lạnh ạ. Hàng này của hãng Dowon Blower Motor, hãng Dowon Hàn Quốc ạ. Đây, em xin giới thiệu phía bên trong của quạt luôn ạ. Đây, các cái đây gọi là chiều cánh của nó. Đây ạ, nó có mũi tên đấy. Anh em có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, liên hệ với em theo số điện thoại là 076 9086333 hoặc là 0366 495 112, hỗ trợ tư vấn sửa chữa thay thế lắp đặt tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Đặc biệt lưu ý là bên em sẽ đánh bóng kính lái free cho tất cả các anh em taxi vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Em xin chào mọi người.